Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa trên kênh truyền hình thức yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Israel liên tục bị chỉ trích tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, nơi đang diễn ra các phiên điều trần về việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine. Hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi kêu gọi tòa án có lập trường vững chắc và cho biết cộng đồng quốc tế kỳ vọng ICJ sẽ đưa ra ý kiến tư vấn công bằng. Phát biểu trước các thẩm phán tại ICJ, bà Masudi cho biết không quốc gia nào được trao quyền tự do làm bất cứ điều gì họ muốn, chống lại quốc gia yếu hơn. Đây là lý do vì sao chúng ta có luật pháp quốc tế. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Vai trò của ICJ là trọng tâm trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Cộng đồng quốc tế tin tưởng rằng ICJ sẽ đưa ra ý kiến tư vấn vì công lý và nhân loại. Bà Masuji, thay mặt chính phủ và người dân Indonesia bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine. Ngoại trưởng Masuji cho rằng tòa án phải tuyên bố sự chiếm đóng của Israel là bất hợp pháp và coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Bà cũng chỉ trích Israel liên tục cản trở tiến trình hòa bình cho khu vực. Trong năm ngày qua, ICJ đã tổ chức các phiên điều trần theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc để đưa ra ý kiến tư vấn về hậu quả pháp lý của việc Israel chiếm đóng. Phiên điều trần sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 2. Ý kiến tư vấn của ICJ không mang tính ràng buộc, nhưng có giá trị pháp lý rất lớn. Hôm qua, Thủ tướng Hungary là Viktor Orbán và người đồng cấp Thụy Điển Ulrich Sersen có cuộc gặp tại Budapest. Ông Orbán tuyên bố nước ông đã mở ra một giai đoạn mới với Thụy Điển khi Hungary chuẩn bị phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu. Hungary là thành viên cuối cùng của Liên minh quân sự chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Tại cuộc gặp ông Richardson và hôm qua, ông Orbán, người phát biểu trước Quốc hội Hungary rằng sẽ bỏ phiếu phê chuẩn vào thứ hai, thông báo rằng Hungary đã mua 4 máy bay chiến đấu Ripen từ Thụy Điển. Ông cho biết cái máy bay này sẽ mở rộng hạm đội của Hungary, tăng cường đáng kể khả năng quân sự để đóng vai trò quan trọng ở nước ngoài. Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Orbán nói thêm, là thành viên của NATO, chúng tôi sẽ có thể xây dựng lại niềm tin hoàn toàn đối với nhau. Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn gia nhập NATO vào năm 2022 và Phần Lan trở thành thành viên NATO vào tháng 4 năm 2023. Nhưng nỗ lực của Thụy Điển gặp nhiều thách thức do vấp phải bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Sau nhiều vòng đàm phán, đến ngày 23 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với đơn của Thụy Điển. Ngay sau đó, Hungary cũng bật đèn xanh. Thủ tướng Orbán mời Thủ tướng Richardson đến Hungary để đàm phán về các điều khoản gia nhập NATO. Ủy ban châu EC sẽ giải ngân 137 tỷ euro từ quỹ gắn kết và phục hồi cho Ba Lan. Quốc gia cho đến nay vẫn chưa thể tiếp cận nguồn tiền mặt của châu Âu vì lo ngại về quy định của pháp luật. Thông báo này được Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố hôm qua trong chuyến thăm Ba Lan gặp Thủ tướng Donald Tusk. Bước đột phá này diễn ra vài ngày sau khi các quan chức Ba Lan trình bày chương trình hành động gồm chính dự luật nhằm khôi phục sự độc lập của hệ thống tư pháp nước này, từ tòa án cao nhất cho đến các tòa án cấp dưới. Phát biểu họp báo sau cuộc gặp, bà von der Leyen nói, Tôi rất ấn tượng trước những nỗ lực của các bạn trong việc khôi phục nền pháp trị. Tôi có tin tốt. Tuần tới, ủy viên sẽ đưa ra hai quyết định về các quỹ châu Âu. Những quyết định này sẽ giải phóng 137 tỷ euro cho Ba Lan. Việc chi tiêu của Ba Lan sẽ được văn phòng công tố cho Âu giám sát. Ba Lan gần đây đã quyết định tham gia cơ quan này. Brussels đã từ chối để chính phủ cực hữu trước đây ở Ba Lan tiếp cận 76,5 tỷ euro trong quỹ gắn kết được phân bổ cho giai đoạn 2021-2027 do một loạt bất đồng trong quy định pháp luật về sự suy giảm của hệ thống tư pháp về sự can thiệp chính trị vào các tòa án. Từ khi Thủ tướng Donald Trump lên nắm quyền tháng 12 vừa qua, quan hệ giữa Vassava và Brussels dần được khôi phục. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua thông báo mở rộng đáng kể danh sách các quan chức và chính trị gia liên minh cho OEU bị cấm nhập cảnh Nga nhằm đáp trả vòng trừng phạt mới nhất của khối này. Hôm 21 tháng 2, các quốc gia thành viên EU đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga liên quan đến Ukraine, cấm gần 200 thực thể và cá nhân bị cáo buộc giúp Moscow mua vũ khí hoặc liên quan đến các vụ bắt cóc trẻ em Ukraine, điều mà Moscow phủ nhận. Theo dự kiến, gói trừng phạt này sẽ chính thức được phê duyệt vào thời điểm đánh dấu năm thứ hai xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày 24 tháng 2 tới. Cuối năm ngoái, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 12 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt thứ 12 tập trung vào việc áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu kim cương có nguồn gốc từ Nga, cũng như áp đặt thêm các lệnh cấm nhập khẩu và xuất khẩu đối với hàng hóa Nga, ngăn chặn việc lách luật trừng phạt và lấp lỗ hỏng của các lệnh trừng phạt. Gói trừng phạt lần này còn bổ sung hơn 140 cá nhân và thực thể vào danh sách phong tỏa tài sản. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Liên minh châu Âu đang tiếp tục những nỗ lực không có kết quả nhằm gây áp lực lên Nga bằng các biện pháp hạn chế đơn phương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi hòa bình và công lý khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga chuẩn bị bước sang năm thứ ba. Phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an, ông Guterres nhắc lại các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về quyền bình đẳng, chủ quyền của tất cả các thành viên. Ông nói, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn là một vết thương hở ở trung tâm châu Âu, đã đến lúc cần có hòa bình, một nền hòa bình công bằng dựa trên hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng. Ông tuyên bố theo hiến chương Liên Hợp Quốc, các tranh chấp quốc tế phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tất cả các quốc gia phải kiềm chế sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Ông Guterres cũng chỉ ra sự đau khổ của dân thường ở cả hai nước. Ở Ukraine, ít nhất 10.500 thường dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng khác đã bị phá hủy. Gần 4 triệu người Ukraine đã phải di tản trong nước và hơn 14,5 triệu người đang cần được hỗ trợ nhân đạo. Xung đột cũng đang gây tổn thương cho người dân Nga. Hàng ngàn thanh niên Nga đã hy sinh ở tiền tuyến. Tổng thư ký cũng bày tỏ quan ngại sâu so sắc về nguy cơ xung đột leo thang và lan rộng trong khu vực. Quân đội Mỹ hôm qua tuyên bố đã phá hủy 4 máy bay không người lái UAV và hai tên lửa hành trình chống hạm của lực lượng Houthi ở Yemen và Biển Đỏ sau khi xác định đây là những mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu hàng và tàu chiến của Hải quân Mỹ. Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ, Sencom, cho biết các UAV và tên lửa hành trình nêu trên chuẩn bị được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen nhắm tới Biển Đỏ. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng đã bắn hạ 3 UAV của Houthi gần các tàu thương mại đang hoạt động trên biển đỏ. Ngoài ra, Sancom xác nhận những cuộc tấn công của quân đội Mỹ được tiến hành trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 2, đồng thời không ghi nhận thiệt hại đối với bất kỳ con tàu nào. Từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở Vịnh Aden và Biển Đỏ, Tuyên bố mục tiêu tấn công của nhóm này là những con tàu liên quan Israel. Các cuộc tấn công của Houthis đã buộc một số hãng vận tải biển chủ chốt phải ngừng cho tàu di chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng đi qua mũi Hảo vọng ở cực nam châu Phi. Cựu thủ tướng Áo Sebastian Kurz hôm qua bị kết án 8 tháng tù treo vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật trong cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng của chính phủ. Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 30 năm một cựu thủ tướng Áo phải hầu tòa. Tại phiên tòa kéo dài 4 tháng, các công tố viên cáo buộc người đàn ông 37 tuổi đưa ra bằng chứng sai lệch vào tháng 6 năm 2020 trong cuộc điều tra liên quan đến vai trò của ông trong việc thành lập công ty có tên OIBAT. Cựu thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng bị thẩm vấn vì đưa ra những tuyên bố sai trong cuộc điều tra tương tự về việc bổ nhiệm người bạn thân cũ là Thomas Smith vào vị trí lãnh đạo. Ông Smith sau đó làm chứng rộng rãi với tư cách là nhân chứng chính của bên công tố. Ông Kurt đã phủ nhận các cáo buộc và ngụ ý rằng vụ việc bị ảnh hưởng bởi chính trị. Sau phiên tòa hình sự kéo dài 4 tháng sau 12 ngày nghị án, tòa án ở thủ đô Viên hôm qua đã đưa ra phán quyết. Kết án, ông Sebastian Kurt 8 tháng tù treo vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Sebastian Kurt từng được ca ngợi là thần đồng của đảng Nhân dân Áo. Ông nắm quyền lãnh đạo đảng Nhân dân ở tuổi 31, trở thành thủ tướng năm 2017. Kurt tiếp tục nắm quyền trong liên minh với đảng Xanh vào đầu năm 2020, nhưng lại từ chức vào năm 2021 sau khi ông trở thành mục tiêu của cuộc điều tra thứ hai về nghi ngờ hối lộ. Thưa quý vị, chính quyền Valencia tại Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một khu chung cư hôm thứ Năm. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Theo tờ TAPIS, bốn trong số những người thiệt mạng là thành viên trong một gia đình. Ông Pilar Benabe, một quan chức thành phố viết trên nền tảng X vào hôm qua, tin xấu nhất đã được xác nhận, cuộc kiểm tra đầu tiên của cảnh sát khoa học đã tìm thấy 10 thi thể bên trong tòa nhà. Bốn trong số những người thiệt mạng được cho là một cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con. Năm người vẫn còn ở bệnh viện, bốn người trong số họ là lính cứu hỏa. Các quan chức cho biết không có ai khác bị mất tích. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra bên trong hai tòa nhà bị thiêu rụi. Nhiều câu hỏi đặt ra khi ngọn lửa lan rộng chỉ trong vài phút. Bao trùm khu phức hợp có khoảng 140 căn hộ, sức nóng dữ dội từ đám cháy khiến các nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận để tìm kiếm những người có thể sống sót. Thị trưởng Valencia và Maria Catala cảnh báo nguy cơ tòa nhà 14 tầng có thể đổ sập. Thủ tướng Pedro Sanchez đã đến thăm hiện trường hứa sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng cứu hỏa và quân nhân đã làm việc để dập tắt ngọn lửa. Chính quyền đã tuyên bố 3 ngày quốc tang. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu có thể là do gió lớn và do lớp ống polyurethane của tòa nhà. Bà Esther Puchadet, phó hiệu trưởng trường kỹ sư và công nghiệp Valencia, nói với hãng thông tấn nhà nước, Efe rằng đây là vụ cháy đầu tiên thuộc loại này ở Tây Ban Nha nhưng các vụ cháy khác liên quan đến vật liệu này cũng có sức tàn phá tương tự ở Vương quốc Anh và Trung Quốc. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới trưa trên kênh truyền hình yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.